Cái này nó còn nói là nước ta là cái lệ thuộc của Trung Quốc và làm theo sự chỉ đạo của Trung Quốc, luôn luôn phải làm theo sự chỉ đạo của Trung Quốc. Về vấn đề này thì này nó lại càng rõ rồi. Nhất là những năm cuối của cái thế kỷ 20 thì chúng ta đều rõ. Cũng cần phải xin nhắc lại rằng Trần Ngân nhắc lại là để vạch mặt cái thằng Ben Ly Chương này ra. Trung Quốc từ xưa tới nay chưa khi nào muốn nước Việt Nam chúng ta độc lập, chúng ta và phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng những người cộng sản Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ như từ những ngày đầu thành lập. Đó là một cái sợi chỉ suốt, là cái sự bất biến ứng vạn biến. Xin chào bà Vũ. Dạ, chào chú. Hôm nay Trần Ngân muốn bảo Vũ cùng với Trần Ngân chia sẻ những suy nghĩ của mình đến với mọi người, và nhất là đến được với những cái tên như Ben Ly Chương hoặc là Tân Thái, để mà chúng nó biết rằng những suy nghĩ của những người dân bình thường như chúng ta về những cái luận điệu của bọn chúng. Thì không biết vừa nãy bảo Vũ có nghe cái khúc đầu không, nhưng mà cái thằng Ben Ly Chương nó nói là để có Trần Ngơ nói coi thêm một chút xíu nữa rồi là Bảo Vũ giới thiệu. Nó nói là Việt Nam luôn luôn phụ thuộc vào Trung Quốc và luôn luôn bị Trung Quốc chi phối. Thì bây giờ xin mời Bảo Vũ có đôi lời với lại các bạn và có chia sẻ những suy nghĩ của mình để mọi người chúng ta cùng tham khảo và chúng ta cùng chia sẻ. Xin mời Bảo Vũ. Thì chú nghĩ thì nó nói như thế nào, thì trong cuộc sống mà mình phụ thuộc được thì mình cứ phụ thuộc, đó là cái nền phát triển của người dân Việt Nam. Còn vấn đề ví dụ như bây giờ, cái người mà mang lại cái lợi ích cho quốc gia thì tại sao tôi không phụ thuộc, nhưng mà cái quan trọng nhất là đất nước của tôi vẫn là của tôi. Còn vấn đề kinh tế thì nó khác rõ ràng. Ví dụ bây giờ tôi làm ăn tôi với Trung Quốc mà tôi đã mang lại cái lợi ích cho người Việt Nam thì tại sao tôi không làm điều đó? Mình sống là mình sống vấn đề thực tế chứ không phải là mình sống theo cái tư tưởng ấu trĩ của cái bọn phản động. Đối với con nó đơn giản một điều đó: đất nước nào, bất cứ đất nước nào cũng vậy hết, mang lại cái sự hòa bình, cái sự yên ấm, cái sự no đủ cho người dân thì mình có quyền hợp tác, đâu nhất thiết phải Mỹ hay là bất cứ nước nào. Đúng. Những cái lời, những cái tư tưởng mà nó chống đối mình đó, thì cho dù chú làm như thế nào, chú giải thích cặn kẽ như thế nào thì nó vẫn xuyên tạc được chú. Nó nói cho chừng nào mà cái Việt Nam này không còn gì nó vừa bụng, nhưng mãi mãi nó vẫn chẳng làm cái được gì hết. Cả một cái thế hệ của cha ông nó đi qua đã từng cầm chúng, từng cầm quân sự lớn nhất thứ tư thế giới mà nó không thay đổi được Việt Nam, thì huống hồ chi đến thời điểm này thì nó làm được gì, nó thay đổi cho cái Việt Nam này, đặng nó lật đổ thể chế cộng sản này, rồi ai cho phép nó làm điều đó? Mỗi người dân là một chiến sĩ, nó nên nhớ điều này, chứ không phải là lực lượng chính quy của nhân dân Việt Nam không, mà những người dân như mình vẫn là một chiến sĩ thì tụi nó nên cảnh giác. Hôm nay không phải là lực lượng mà 47 như bọn nó nói, mà chúng con với chú ở tất cả mọi người, thì hình như là nó nói lên những cái chính kiến, những cái gì mà ích lợi cho những người dân Việt Nam. Thì tôi xin thưa mấy ông cố nội, ngụy quân, ngụy viện, những cái ông mà đang cố tình chống phá đất nước này, tôi không cầu mong ông thể làm được cho Việt Nam, mà tôi chỉ cầu mong ông im cái mồm mấy ông lại để cho tụi tôi sống một cách hòa bình nhất. Đúng đó. Tại vì mấy ông không thể được gì hết. Bây giờ chú cứ bày tỏ ra, chú giải thích cho nó cặn kẽ nghe, thì nó vẫn tìm cái khác để nó xuyên tạc cái đất nước Việt Nam này, thì mình phí lời với bọn này. Nhiều khi con nghĩ con cũng buồn cười á. Bà Vũ.
khi bắt đầu đã bỏ đất nước ra đi, không phải là công dân của Việt Nam. Thì tôi hỏi mấy ông lấy lý do gì mà ông đòi cái quyền lợi đất nước này, trong khi những người đang ngồi đây, những cựu chiến binh, những thương binh, những liệt sĩ, những người đã nằm chú mà chưa tìm được xác, họ không đòi quyền lợi của họ. Tại sao mấy ông lại đòi quyền lợi của mấy ông? Mấy ông đấu tranh cho ai? Mấy ông đấu tranh cho cá nhân mấy ông, chứ ông chẳng bao giờ đấu tranh cho cái nhân dân nào ở đây hết. Mấy ông chỉ ma mị bằng những cái lời nói để kiếm những đồng tiền bỏ túi. Đối với con một điều duy nhất thôi, mình làm những điều mình cần thiết phải làm cho cái người dân thấy rõ bản chất thật của những bọn phản động, những cái dông nô, chứ không cần nhất thiết phải giải thích cho những bọn phản động này á. Những cái lời lẽ, bất cứ bây giờ chú giải thích lời lẽ như thế nào á, thì nó đối với nó vô nghĩa, không thay đổi được bản chất con người của nó. Cái mình cần nhất á, là cái lớp trẻ bây giờ, mình phải cho nó biết cái thế hệ mình đang phát triển một cách mạnh mẽ nhất, chứ không phải như cái bọn dông nô tụi nó nói. Có đôi khi tuổi trẻ mà nó bồng bột đó, được một chút đỉnh tiền hoặc là cho một cái chút lợi nhuận, thì nó bắt đầu nó theo những cái bọn này nó thiên tạc. Thì cái trách nhiệm của con và chú và mọi người phải cho lớp trẻ biết được mình phải làm như thế nào để gìn giữ cái sự bình yên cho cái dân tộc. Tại vì cái mạng truyền thông này á, giống như người ta nói mà, con có vậy? Là nó lớn trong cái thời chiến tranh á, mạng truyền thông thì nó lớn thứ tư, mạnh mẽ. Thì mình dùng cái mạng truyền thông này, mình làm tất cả để nói lên những cái sự thật của đất nước Việt Nam. Chứ ví dụ mà chiến tranh hay súng ống thì con nghĩ chứ không có rồi, nó nằm mơ nó không thấy được chuyện đó nữa. Có đôi khi á, những cái người trên mạng xã hội này, họ nghĩ phản biện bộ lại hạnh phúc là vui sướng lắm mà sao bị chửi muốn chết luôn. Cái được thì không thấy, nhưng cái mất thì nó nhiều. Tốt nghe mỗi rồi này, rồi nó nhắn, tốt nghe mỗi rồi nó nhắn muốn chết rồi, rồi nó học rồi anh ba. Rồi chú còn cái gì chú hỏi còn nữa không? Rồi à, bây giờ theo như là cái thằng Benny Trương á, là nó nói rằng nếu người dân Việt Nam ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì vong quốc. Thì Bảo Vũ có nhận xét gì về cái lời nói này của cái thằng Benny Trương không? Con nghe không rõ. Cái thằng Benny Trương nó nói rằng nếu... con chỉ thấy nó nói những cái điều mà chính bản thân nó cũng thấy nó mắc cỡ cho nó nữa, chứ đừng có nói mình. Nó nói là nó biết đó, câu nói nó nói sai hoàn toàn hết, nhưng mà tại nó cố tình nó nói á. Chứ bây giờ ví dụ như cô hỏi bây giờ nhảy vô cái trường nhà nó, những cái câu hỏi của nó chỉ có chị Hải và hổm vô là bản thân con á, thì không đồng tình một cái gì đó trong cách nói chuyện. Nhưng mà nếu mà để mà lý luận đối chất với nhau với nó, con cũng chẳng sợ. Trung Quốc trong thân gì đó là cái đất nước Việt Nam, tôi không liên quan gì đến ông hết, giống như bình hồ của nó thôi. Bây giờ tôi là cái người ở ngoài đất nước rồi, tôi không có trách nhiệm để phản bác đất nước bạn như thế nào. Đó là cái đất nước của mấy người có quyền nắm trong tay, tốt xấu mấy người tự quyết định. Còn những cái người thật sự đang cố tình nói đủ mọi điều là gì? Là lợi dụng kiếm tiền, lợi dụng cái mạng truyền thông, lợi dụng tuyên truyền để kiếm chát chút đỉnh thôi. Bây giờ chú thấy nó hứa rồi, nó thay đổi thế chế cộng sản này bao lâu rồi, nó hứa rồi quanh năm chút tháng, nó hứa tới tháng mấy tới nữa nè, thì vài tháng nữa tới nữa nè. Đó đúng rồi nè, nè Quách Trâm nói nè, nó mơ, giấc mơ nó không bao giờ tỉnh. Nói chung là mấy này là mấy thằng thù dai á, mấy thằng thù giặc á, đã thua rồi thì chấp nhận sống hòa đồng với mọi người. Nhưng mà họ không có chịu sống hòa đồng. Mà họ cho họ là phải trên Việt Nam một bậc. Họ có quyền, họ phán xét cho người ta mọi cái. Nhưng mà thực ra họ không nhìn là họ không đủ tư cách để nói chuyện với bất cứ cái người ở Việt Nam này. Chứ đừng nói gì mà lật đổ thế chế cái cộng sản này. Đúng rồi. Đang ở quán cà phê bên Mẫn ơi.
Rồi, cảm ơn Bảo Vũ đã có những chia sẻ rất là nhiệt huyết trọng. Đối với nước Việt Nam thì đã là tội đồ, còn đối với nước sở tại bọn chúng đang ở cũng là tội đồ luôn, bởi vì đúng rồi. Mọi quốc gia tham gia vào Liên Hợp Quốc đều cam kết rằng không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Nhưng bọn chúng đã nói lên những cái điều mà những quốc gia đã cam kết với nhau thì chứng tỏ rằng bọn chúng cũng không tôn trọng cái đất nước mà bọn chúng đang sinh sống. Cho nên tóm lại, cái lũ Việt Gian phản động này là cái lòng tự trọng và cái lòng liêm sỉ của chúng nó đã để rớt đâu mất trong cái lúc chạy trốn rồi. Nên là mặc dù chúng ta nhận biết được vậy, nhưng nói như là Bảo Vũ đấy, chúng ta vẫn phải có cái trách nhiệm vạch mặt bọn chúng ra để những bạn trẻ, những thế hệ trẻ sau này nhìn rõ đâu mới là sự thật. Và như vừa nãy Trần Cơ cũng đã nói đấy, cái thằng Benny Trương này, nếu như nói là tổng quát mà nó nói cái câu là ủng hộ đảng thì vong quốc á, thì đối với chúng nó là đúng, bởi vì chúng nó đã từng ủng hộ cái đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Diệm, đã từng ủng hộ cái đảng Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu. Và những cái đảng đó là những cái đảng làm tay sai là buồn nhìn, cho nên chúng nó vong quốc. Cho nên là chắc là chúng nó lấy từ cái đó ra, cho nên là nó mới phát biểu ra cái câu là ủng hộ đảng thì vong quốc. Còn những người Cộng sản Việt Nam này, từ khi thành lập đến nay, những người dân Việt Nam vẫn luôn luôn tin tưởng và vẫn luôn luôn ủng hộ. Và thực tế đã chứng minh một cách hùng hồn rằng nước Việt Nam từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngày một lớn mạnh, ngày một có uy tín. Chừng nào họ còn đưa đất nước Việt Nam tiến lên vững mạnh, đưa đất nước Việt Nam lên giàu có, thì những người dân Việt Nam vẫn vẫn luôn luôn ủng hộ họ. Một lần nữa xin được cảm ơn Bảo Vũ nha.